sữa đậu nành Famikasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Ông thì tinh khí hay thật thường lắm, khi mưa khi nắng khi vui buồn. Ba thì hay tám vô tư hàng ngày, ôi thật lắm lúc điên đầu. Cha tôi lúc nào cũng không thành tài, nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lướt binh, hết kê chuyện chúng mình, hết kê em một mình. Bà, trời đất bà, cái gì vậy? Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Ông có là làm cái gì vậy? Làm gì ông xô tôi vậy? Tôi kêu bà hoài bà nghe. Ông quên, xin lỗi, nói gì? Sao tôi kêu bà hoài bà nghe? Là đeo cái phone rồi mới nghe mà cái gì? Trời đất ơi, bà làm cái gì mà lên láo nhà cái kiểu gì cái kìa? Thì nhà dơ phải lau đi nè. Dơ cái gì? Bà làm nha, bà làm như nước lũ tràn về không bằng. Tại tôi lớn tuổi rồi, tôi dắt không có khô. Thì nó ướt rồi lau, hồi mở một máy nó cũng khô cái gì. Ôi, là chút xíu mà coi kìa, bày hay như cái gì, thiệt tình. Ông thì ta lau nhà thì ông ngồi yên chỗ đi, còn ướt thì tới lui chi rồi rỡ cái đổ thừa. Là than thở là cái không có tốt gì, tôi mà làm nha, tốt nhiều hơn bà. Ông hay quá, nói cái miệng giỏi không? Ông làm thử công chuyện tôi con làm được không? Chuyện á, công chuyện bà hay quá à, tôi nói là có chứng à, nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Bà có giặt cái áo này bà giặt chưa? Giặt rồi. Giặt sao? Rồi không? Ừ. Sạch chưa? Thì giặt thì phải sạch chứ sao? Ờ, lại coi nè, bận vô rồi hả? Sạch quá, ngứa, gãi cũng chết luôn vậy đó. Ngứa hả? Đúng rồi, quên nữa, cái máy giặt của mình á, nó bị đóng cặn một giặt. Mà tôi quên kêu thợ sửa, thì nó hơi ngứa thì tôi vũ đi rồi hả mà? Hơi cái gì? Mặc dù ngứa muốn quá trời quá đất rồi. Làm có nhiêu chuyện trên thân mà tối ngày cái là than thở mất chết. À, nào là tôi đã ăn vậy nè, à, tôi giặt đồ nè, tôi phơi đồ nè, tôi lau nhà nè, tôi dọn dẹp nhà cửa nè, than ba cái đó hả? Tôi thở cái xong tốt hơn bà. Thôi nghe. Thôi vậy gì? Tôi nhịn ông nãy giờ nghe. Không nhịn làm gì? Sao? Ông nói ba cái này ông phẹt một cái là xong không? 10 chuyện của bà làm tôi phẹt một cái là xong. Vậy bắt đầu từ ngày mai ông làm nhiệm vụ của tôi đi. Ông đi chợ, ông nấu ăn, giặt giũ. Nếu mà ông làm tốt hơn tôi á thì bây giờ bắt đầu từ đó về sau ông nói gì tôi cũng nghe hết. Phải không? Ờ. Tôi xin lỗi ông, còn nếu mà ông làm không xong á ha. Sao? Thì ông yêu cái miệng ông lại nha. Ok. Ok, ok nữa. Bà mới gì? Ờ, tôi chống mắt tôi coi nè. Trời đất. Trời ơi, tụi này hay quá ông ơi. Tôi sắp hết pin rồi. Mở cửa đi. Sắp xong rồi. Tình nếu mà mình với Long cùng bị rớt xuống nước thì bạn cứu ai? Bạn hỏi gì tào lao vậy? Mi, nếu mà mình với Yumi bắt cóc bạn sẽ cứu ai? Tinh, nếu mà mình với Long cùng ở trong ngôi nhà bị cháy bạn cứu ai? Mi, nếu mà mình và Yumi bị đuổi ra khỏi nhà bạn sẽ cứu mang ai? Bạn trả lời đi. Bạn trả lời đi. Trả lời đi. Nếu mà bạn không chọn mình sẽ không bao giờ gặp bạn nữa. Nè, nếu mà bà không chọn mình thì từ lúc mẫu giáo đến bây giờ tình cảm anh em mình sẽ kết thúc. Bà trả lời đi. Trả lời đi. Suy nghĩ thật kỹ nào. Hãy suy nghĩ kỹ vô.
Nãy nội có nhờ tôi xuống nấu cái gì tôi quên, để tôi xuống tôi nấu nha. Nấu nước sôi gì á, tôi đi nha. Mình sẽ chọn mình, mình là bạn trai của mình. Còn lâu nha, mình sẽ chọn mình vì mình là bạn đời của mình. Không có đâu, mình là bạn trai của mình. Mình là bạn trai của mình, à không, mình là bạn đời của mình. Mình mới là bạn đời của mình. Mình là bạn đời của mình. Mình là bạn trai của mình. Mình cũng là bạn trai của mình, mình là bạn đời của mình. Thôi đi, líu hết cả lưỡi rồi. Đồng hồ báo thức nó reo rồi kìa bà, vậy đi chợ kìa. Trời ơi, có gì? Ông nhớ hôm qua ông nói gì tôi ha? Tôi nói gì? Nhớ nói gì vậy anh nhớ ơi. Bắt đầu từ ngày mai, ông làm nhiệm vụ của tôi đi. Hả? Ông đi chợ, ông nấu ăn, ông giặt giũ. Nếu mà ông làm tốt hơn tôi á, thì bây giờ bắt đầu từ đó về sau, ông nói gì tôi cũng nghe hết. Phải không? Tôi sẽ xin lỗi ông, còn nếu mà ông làm không xong á ha, sao? Ông im cái miệng ông lại nha, ok. Ok, ok nữa. 30 giây. Tôi chống mất tôi coi nè. Trời đất. Tôi biết tổng bà nghĩ gì mà. Tôi phải dậy sớm thì tôi cũng không cho bà nướng đâu. Nè. Gì vậy? Tôi làm thì đúng rồi, nhưng mà bà cũng phải dậy để bà chứng kiến cái sự thể hiện của tôi chứ. Lạc mật ơi, ông có mệt quá nè. Dậy. Trời đất ơi, ngủ nữa. Dậy. Mệt ghê. Ông thiết kìa. Ngủ nướng được miếng nữa. Giật mờ cho tao ngủ nữa. Mặt khó ừa. Mẹ ơi. Ừ? Cái áo hồng cánh sen của con á, mẹ giặt xong rồi mẹ để đâu rồi mẹ? Dạ hả? Dạ. Ông Nghĩa. Con. Chuyện gì? Chú dưới lấy cái áo hồng cánh sen lên cho con dâu kìa. Áo cánh sen cho con hả? 30 giây. Đây. Hồng cánh sen cho con. Lẹ không? Con thấy lẹ không? Nhanh không? Dạ, lẹ hơn bình thường mẹ làm. Đó. Ủa nhưng mà hôm nay sao ba đưa đồ cho con? Con đừng ngạc nhiên, hôm nay ba con làm những việc mà thường ngày mẹ làm đó. À vậy hả? Mẹ ơi, ừ? Hôm nay con đi công tác á, nguyên ngày cho nên con không ăn cơm. Nhưng mà mẹ ở nhà mẹ nấu cơm á, mẹ nhớ là phải mở cái lò hút lên nha. Chứ không thôi khói nguyên một nhà không có tốt đâu. Với lại lau nhà cũng vậy, nhớ lau sạch sạch nha mẹ. Ngâm đồ xong phải giặt liền, chứ đừng có để ngâm lâu quá mất công nha mẹ. Nó ra màu quá. Thôi con đi nha, con thưa mẹ đi, thưa ba ăn đi. Không chứng kiến một bữa cơm, nói đây không nói, nói bên kia. Ông Đức Nghĩa, nghe những gì con dâu nói chưa? Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Mẹ. Hả? Cú Bo. Cảm ơn cho cú Bo ăn giùm con. Rồi sau đó mày xếp ít đồ. Ừ. Rồi lát nữa Kim Chi qua đó, con phải đi làm liền nha. À ngoan ngoan ơi bà nội, ngoan ngoan. À, ba thương. Ồ trời ơi bà kìa. Thôi ba bà nội đi, ba đi làm. Ồ ồ. Giỏi. Ba ăn đi. Rồi đi đi con. Ừ. Đây bà nội chỉ giao cho ông nội đấy. Ông cứ ba. Thì nó giao cho tôi phải giao cho ông, tại vì hôm nay ông làm nhiệm vụ của tôi. Trời ơi, nó giao cho bà rõ ràng. À đây con ông nội đây. Thôi nội đây. Ôi nội đây. Hai đứa đi học à? Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, thương hỏi đi học. Ừ. Ừ, đi học duyên dạng rồi con. Dạ. Nè, ổng cô Bo xong dọn dẹp sạch sẽ nha. Hết cho tôi. Nói cho bà nghe. Sao? Bà sẽ thấy tôi làm việc của bà một ngày mới nè. Cho bà học hỏi. Ừ, đúng rồi, hồi nãy ông nói chuyện nhỏ phải không? Nhưng mà giữ cô Bo không phải là chuyện nhỏ đâu, ông Đức Nghĩa ơi. Dẹp đi em. Tôi sẽ dẹp. Ừ. Thấy không con? Minh ơi. Minh ơi, đi học thôi. Minh ơi, đi học thôi. Đúng mà. Thì từ trước từ sau đâu quan trọng, Minh phải đi với mình. Gì? Không quan trọng. Nè, Minh phải đi với mình nha. Mình đi với mình. Thôi, hai bạn từ từ đi. Mình đi với mình. Mình đi chung cũng được mà.
Ồ, sướng ghê ha. Có người yêu nè, người tình nè, tới đón đi học nữa. Sung sướng nhất là anh ơi. Sung sướng nhất cái gì? Nói tình. Anh thể hiện sự nam tính đó hả? Cái gì? Đi 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 học. Mình đi. Trời ơi, uống giùm tôi cái đi. Trời đất ơi, coi nè. Uống ông. Trời ơi, ông ơi, mặt mày nó sửa không kìa. Uống đấy. Ôi thiệt, tụi luôn á. Ông uống sữa đi con, uống sữa đi. Uống hết bình sữa giúp mắt đi con ơi. Ôi, uống sữa đi. Hay quá ha, mỗi lần ông nói là cái gì cũng làm tốt hơn tôi gấp cả trăm lần mà. Bây giờ nội đút cho cháu uống sữa cũng đổ ra ngoài gấp trăm lần cái gì. Không sao, chạy thôi, để tôi làm xong không. Làm xong thôi, bây giờ nè. Nè, cho cháu bú sữa xong thì lau nhà, lau cửa xong rồi đi xuống cái bếp ha. Rồi nấu cơm, rã đông thịt. Mà nấu cơm á thì là hai món mặn, một món canh, một món xào. Nghe chưa? Ăn gì mà ăn lắm món vậy, ăn mỗi hai món thôi. Ủa? Bây giờ mới biết là lắm món hả? Chứ hồi trước ai biểu tôi phải làm như vậy? À chắc làm không được, để tôi làm cho ha. Ta làm được, ba cái chuyện nhỏ, làm luôn. Làm đi. Để nó coi, để nó uống sữa đi con ơi. Để alo, Kim Chi hả? Rồi, cô bo xuống liền. Mẹ nó tới rước kìa. Rồi, để tôi đi xe đem xuống. Nè, ba lên phòng lấy quần áo cho nó đi. Nè, mỗi lần có một mình tôi làm à. Tự động ẩm con, tự động lên lầu lấy đồ, tự động đem xuống dưới, không có nhờ cậy ai hết. Tự đi. Làm, mệt. Đứng con, đứng rồi, lên. Ơi. Con này ngoan lắm á, được ông nội cho bú đó con. Gì? Chào ba. Mẹ đâu mà sao để ba bồng cô bo ra vậy ba? Ủa ba bay qua đây đón cô bo hay là hỏi mẹ? Dạ con qua đón cô bo. Thì hỏi mẹ làm gì? Làm cái gì giữ đi. Dạ. Cái gì vậy trời? Thôi mà là ông không nhất thiết phải vậy đâu. Thôi mà, thôi mà đừng có cổng ông sao. Bỏ tôi xuống đi nè. Thôi mà. Làm riết rồi, y như Minh bị liệt không bằng. Ê, nói gì kỳ cục vậy? Cứ thích thì tôi nói thôi, sao? Ủa sao tự nhiên có thể nói mình bị liệt ta? Bạn bị gì không vậy? Sao? Cái gì nữa, coi lại thái độ của hai bạn đi. Bạn mọi người coi lại thái độ hai bạn á. Đầu óc thì không biết nữa. Nói chuyện kỳ cục. Nói gì vậy? Tôi nói bạn á. Tao mặc. Nói cái gì vậy? Thôi mà. Nè, bạn vừa ấy phải thôi nha. Tại sao lúc nào bạn cũng xen vào chuyện tình cảm của tụi tôi hết vậy? Phải gì? Bạn mới là người xen vào tình cảm của tụi tôi á. Thôi mà, hai bạn thôi đi. Bạn nói lại đi nha. Ai là người xen? Ê! Mình ơi. Mình sao không mình? Không sao không anh? Mình ơi. Trời ơi. Hai bạn vừa lòng chưa? Ôi, sao ba lô bạn thì mà nặng dữ vậy? Chỉ là cái bình không hả? Hai bạn thân đồng ám sát tôi hả? Mình xin lỗi nha. Trời ơi ông ơi, lau nhà ta phải vắt nước cho nó khô chứ lau vậy rồi đi té làm sao? Trời ơi, nè biết làm không? Biết làm thì tôi làm cho, chị cua đi. Thôi, bà ngộ. Cái là gì làm gì lèm bèm vậy? Ta làm được cái bà để ta làm đi. Rồi, ngồi lèm bèm ai làm cho được. Vậy sao hồi đó tôi mỗi lần tôi làm ông đứng bên ông lèm bèm tôi nói gì không? Mệt rồi quá. Dạ, đau rồi phải không? Thôi nè, làm nổi không? Chịu thua đi, tôi làm cho. Lâu. Lên đầu ta làm việc nhỏ, ta thấy lòng vui vui. Lần này ta làm lên nhiều, ta thấy lòng vui. Ừ thì ta vui. Ta làm đây nhé nhỏ, nhỏ mọi coi. Được rồi, lẹ bẹ vào đi nha, tôi làm.
Trời ơi, lau vậy nghe rồi chừng nào nó mới khô rồi lau nữa nè. Để kể cho ta. Bây giờ bà lèm bèm quay sao tôi làm được. Bây giờ bà đi chơi đâu đó đi. Hả? Rồi rồi vài vài tiếng hồ sao bà về bà thấy nhà cửa sạch sẽ. Vậy ha, tôi đi chơi ha. Nè chị mua đi. Còn đồ ăn rồi nữa tôi nấu cho bà ngon. Quên quên nhắc mới nhớ. Nghe, lau nhà xong ha, giặt đồ ha, rồi canh giờ nấu cơm. Nhớ nghe, nấu cơm thì phải là hai món mặn, một món canh, một món xào. Nghe chưa? Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ không? Đi chơi đi. Chơi nha. Ừ, chúc làm cho nhà vui vẻ nha. Nên này ta làm gì nhờ ta. Ê cha mũi quá vậy ta. Ôi da. Sữa đậu nành Famikasi, ngon sánh miệng, chắc khỏe xương. Ăn của mình nè Minh. Minh ơi, ăn của mình nè. Bạn của mình đi. Bạn của mình đi Minh ơi. Trời ơi, mình mua chỗ này ngon lắm. Chỗ đó không ngon đâu Minh ơi. Dạo này bạn ôm yếu quá à, bạn ăn cái này đi. Thôi đi, chỗ đâu ngon, đi ra đi. Nè Minh ơi, mình xịt tương ớt rồi nè Minh ơi, ăn đi Minh ơi. Tôi có rồi mà. Thì biết rồi, nhưng chỗ mình ngon hơn này. Thôi, bạn đừng có tranh giành nữa được không? Mình không ăn của bạn đâu. Nè, cái gì mình không ăn gà của mình, mình sẽ ăn gà của tôi nha. Mình không ăn gà của bạn đâu. Làm sao mà không ăn được, bạn biết không? Tôi chuẩn bị gà từ lâu rồi, tôi xịt tương làm đủ thứ hết. Mình sẽ ăn gà của tôi nha. Nè, tôi có miếng gà vô mà. Trời. Đó, tất cả là tại bạn đó, bạn thấy chưa? Làm sao tại tôi được, lúc đó là tay tôi đang cầm đùi gà. Bạn hất tay tôi lên đùi gà tôi mới văng vào người mình đó, bạn thấy chưa? Tại bạn hết đó, đâu phải tại mình đâu. Làm sao tại tôi được, bạn đừng có đổ thừa tôi. Thôi, nhìn đi, vừa lòng chưa? Trời đất ơi, trời ơi, cái gì vậy trời? Nước không vậy? Mẹ ơi, nhà bị bể ống nước hay sao vậy mẹ? Bà đâu, ba lau nhà đó. Ba rửa chứ ba lau cái gì ba. Trời đất ơi, là trời vậy thôi. Con chịu khó con lau lại cho ba đi. Con làm sao được, con lên con coi chứng khoán ở trên lầu kìa. Ê sao cái máy giặt này sao nó thấy nó làm sao ta? Hư mấy bữa ba không biết hả? Hư mấy bữa hả? Hôm nay mẹ giặt tay không à, hôm nay ba phải giặt tay rồi. Giặt tay hả? Không có sửa giùm ba cái máy giặt đi. Rồi con đi lên con coi chứng khoán, con nghề chứng khoán đâu phải nghề sửa máy giặt đâu, ba làm nghe. Trời ơi nước quá, lao cho khô ba ơi. Giặt tay hết đống này. Má ơi. Không sao mà, không sao mà. Đấy, xin lỗi mấy bác nha, bạn con nó bị liệt. Ông mà, bỏ cho xuống đi. Không sao mà, ông cứ để tốt. Nhiều người nhìn quá hả? Bình tĩnh. Ông ạ. Trời ơi, xin lỗi. Uống trà đào nha. Tôi đi gọi nước. Uống trà vải nha. Mình đâu thích uống trà vải. Mình thích uống trà vải. Thôi đi, tại vì mình đi với bạn nên bạn thích trà vải nên mình uống trà vải, mình thích trà đào. Mình thích trà vải hơn. Mình thích trà đào ngay từ mình xưa thích rồi. Trà vải hơn. Bà, thôi đi à. Thôi đi. Tôi đi gọi trà đào. Chờ xíu nha. Trà đào nha. Này, trà đào này mà uống đi. Uống trà vải đi. Đó, người ta đã nói là không thích trà vải, người ta thích trà đào. Ta không có thích trà đào đâu. Ê, trà vải không thích trà vải mà. Mình thích trà đào, mình uống trà đào thì mình uống trà đào. Bây giờ tôi uống 2 ly luôn được không? Không được, bạn phải chọn 1 trong 2. Chọn 1 trong 2, chọn trà đào chứ còn gì nữa. Này, chọn trà vải là chắc rồi. Đã không thích trà vải. Bạn làm gì vậy? Bạn cố tình phải không? Mình không cố ý mà. Minh ơi, cho mình xin lỗi anh nha Minh ơi. Mình xin lỗi nha. Minh, cho mình xin lỗi. Minh. Minh ơi. Để mình cõng cho Minh ơi. Minh ơi. Trời đất ơi. Sao có nước vậy ta? Ủa sao cái giò này không có nước vậy? Mới có nước thì bây giờ tự nhiên cúp mất nước mất rồi. Chà, ai cứu mình bây giờ? Trời ơi, trong tình thế... Ở thằng Ảnh gọi nha. Ảnh ơi! Ảnh! Ảnh ơi! Xuống đây, Ảnh ơi! Ơi! Trời ơi, nó lẹ ghê không? Cái gì vậy ba? Sao tự nhiên đột ngột nước mà không có gì cho con cúp nước rồi? Trời ơi ba ơi, con cũng thành viên trong gia đình chứ đâu phải ở bên đội cung cấp nước thành phố đâu mà. Ba hỏi con mấy cái chuyện khó không à? Chuyện gì khó? Cúp nước giờ sao mà giặt hết thao đồ này? Cúp nước rồi bình thường, cúp nước là mẹ đi qua nhà hàng xóm mẹ xách nước về mẹ dạ. Qua đâu? Hàng xóm. Qua bà Sáu hả? Thì đó. Xách nước
về giặt hết một thao đồ tội bố vậy hả? Trời, có khi mày giặt hai thao luôn á. Gì ghê vậy? Ồ, mẹ khỏe mà. Bảo đảm là con khỏe hơn mẹ, đúng không? Giờ giúp ba qua xách nước về, ba giặt hết thao đồ rồi con. Trời, mỗi lần mẹ làm con mình mẹ không mà tới ba vô rồi ba sai hết này tới kia, ba lao nhà ba nhìn kìa, trời ơi dấu chân không. Thôi giúp giùm ba đi, ba năn nỉ đó. Nói gì thiệt á, rồi cái xô nước đâu sắp về cho ba. Vô kiếm gì, bình thường thì đánh đập chửi bới, bây giờ thưa về thưa thưa thưa. Khoan khoan khoan, điện thoại nè. Điện thoại đi con. Alo. Dễ thương lắm á, nhất năm từ. Hả, cái gì? Cái gì vậy? Chứng khoán xuống hả? Hả? Rồi. Để tôi chạy lên tôi bán liền, Cái gì? Nước. Ông giữ đó cho tôi nha, vậy nha. Ê, ấy nước chứ. Ba ơi, ba bây giờ cái chuyện tiền với tiền nước nè. Đó, bây giờ tiền chứng khoán và nước nè. Ba chọn cái gì? Chọn cả hai. Bảy, sao chọn được một thứ à? Bây giờ con mà xách nước một cái là con trễ, là lên bán không kịp là lỗ. Tiền đi. Mày đi xách nước nha. Xách nước. Con nó nặng không? Thao đồ. Khiên còn không muốn nổi nữa đâu mà khiên nước giặt hết thao đồ. Giặt sợ sẽ xả 4-5 lần nữa mới sạch. Trời ơi sao tôi khổ quá vậy trời, làm sao nổi. Nhưng mà nó không giặt đồ thì bà về bà thấy tự nhiên mình thua. Không. Thật không thua. Thôi mà Minh ơi. Minh, thôi đừng có giận tôi nữa mà Minh à. Bạn đừng giận Minh. Tôi nữa mà. Minh à. Minh nghe tôi nói này, Minh à. Nghe bọn tôi nói này, tất cả hiểu lầm thôi, tôi không cố ý mà. Tất cả chỉ tại Long thôi, tôi không có cố ý đâu. Tại Yumi á, tôi không làm gì hết, Yumi là người khởi xướng ra đó. Tại Long á. Bạn thôi đi. Giận nữa. Nhưng Minh à, cuộc đời tôi có một mình bạn thôi đó, bạn giận tôi không biết chơi với ai hết đâu. Mình sẽ bảo vệ bạn. Mình lo. Mình ơi. Help me. Somebody help. Ôi trời. Mỗi lần dối lên chịu không nổi rồi. Chắc địa điểm mà vậy. Ông Nghĩa. Ông Nghĩa. Ê, gì vậy? Ông làm chuyện dài kỳ cục vậy hả? Làm gì ông xuống dưới hầm nhà ông coi kìa. Coi gì? Lao mà cũng như không vậy, dấu chân không à. Thì đồ đã chưa giặt là chưa phơi nữa. Làm gì vậy? Ủa, hả? Chuyện làm thì cái chuyện của tôi. Tới giờ chưa mà bà lá tôi. Giờ đồng hồ coi, mấy giờ rồi hả? Cơm nước xong chưa? À. Ôi trời đất ơi, giờ này mà mau quá giờ trời. Ông ơi, sắp tới giờ thì nói đi tôi phụ cho ông. Không. Ông chỉ nói một câu là công chuyện nhà, công việc nội trợ không hề đơn giản, nói đi. Không nói. Có chuyện nhỏ, bà cứ đi chơi đâu đây. Lát bà về đúng giờ là cơm sẽ có, tất cả đều tươm tất sạch sẽ. Nhớ nha, tất cả mọi việc xong xuôi đúng giờ phải không? Nếu không ông phải tự ói tiền cho mọi người đi ăn nhà hàng đó. Ủa, trời ơi, bây giờ nó quá lẻ quá vậy trời. Ây cha, sao bây giờ, không lẽ là thua? Bà sẽ đắc ý rồi xem thường mình. Còn mà không nhận á, ngày mai là phải làm việc nhà. Ê, làm sao mà sống nổi. Mình sẽ không thua bà đâu. Anh trai, anh có thể cho em phỏng vấn anh một chút xíu được không? Anh có thể cho em biết cảm giác khi mà vừa bị người yêu lẫn người tình làm sức đầu mẻ chán như vậy, cộng thêm bị chó cắn nữa, nó như thế nào? Nghĩ em đi. Sao mày thích đụng vô nỗi đau của anh quá vậy? Này. Đau gì? À, mày thấy Yumi dân lộn nữa, mày nghĩ lên trời không? Đứng. Thằng này. Anh đưa tiền cho mày rồi mà bây giờ mày tính lật kẹo mày. Rồi, tiền đó chỉ là tiền giúp anh dễ vay đơn về nhà thôi. Con tim bảo vệ anh sau này nữa. Thằng này có được. Thiệt luôn mới mẫn. Anh em mới mẫn. Anh em tiền bạc chứ. Còn 100,000 này mà lấy luôn đi. Nể tình anh đã đưa tiền, em sẽ cho anh biết một thông tin hữu ích. Đừng có xuống nhà ăn cơm. Hôm nay ông ngoại nói được anh.
nó tốt cho sức khỏe đó. Hả? Wow. 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 Sần bóng luôn á. Trời, trời đất ơi. Ba con làm chuyện nhà cũng được quá chứ ha. Không tin vào mắt mình luôn. Ông Nguyễn Đức Nghĩa. Nếu mà như vậy là ba giỏi dữ lắm luôn á. Trời ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Cũng hai món mặn, một món canh, một món sao. Đồ xào tươi xanh, gà kho gừng, trời ơi. Bài trí đẹp nữa, anh nhìn là thèm liền. Dạ. Ông nội đâu, kêu nội vô ăn cơm. Dạ, ông nội đang tắm rồi nội. Nội nói làm trong người dơ, phải tắm một cái. Ê khoan nha, đợi ba xuống ăn đừng ăn hết. Nhưng mà mình có thể ngồi trước không? Ngồi trước được chứ đừng ai. Ai có con, ai bấm chuông kìa, ra ra coi ai tới giờ này vậy. Rồi, đây con ai coi thử. Trời ơi, trời ơi, đừng nói là ông Long nữa nha. Ông Thánh. Thấy chưa? Sạch sẽ từ trong ra ngoài. Món ăn đủ, tươm tất, trình bày đẹp. Đó. Bà đừng thách tôi nha, mấy cái chuyện này, chuyện nhỏ. Khâm phục, khâm phục. Hãy để tại hạ lại một lại. Ông giỏi lắm. Hay. Ủa sao có một nét sượng nhẹ trên gương mặt của mẹ vậy? Mời ba ngồi. Xin lỗi, hôm nay ba là vai chính mẹ. Mẹ, ngồi. Không, mẹ đứng, mẹ coi được rồi. Ủa, mắt kiến của ai vậy? Mẹ đâu có biết. Của ba hả? Đâu, ba có đời nào mà cần đeo mắt kiến này? Kiến này kiến nữ của em hay của mẹ thôi à. Thôi. Hôm nay của Yumi. Yumi đâu có đeo mấy kiến này đâu anh. Trời ơi, có ai để vậy? Thôi kệ, bỏ kiến, chuyện kiến qua bên đi. Cái điều quan trọng là đồ ăn quá ngon. Nội ơi, nội, nội. À, vô đây em coi luôn con. Ai tới vậy con? Có chị nào kiếm nội rồi nội. Kiếm nội nào? Dạ, má. Trời ơi, có điều gì? Con đến đây con lấy kính, đang bỏ quên. Kính đi, đi. Ê, khoan. Khoan cái gì, đưa cho ta đi về đi, công việc người ta bận. Trời ơi, tôi hỏi thăm, ủa? À, cô quen với ổng sao? Dạ, khi nãy á, bác có gọi nhà trình vụ của tụi con à. Đến đây nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa à. Con sơ ý quá, để quên cái kính à. Con quay lại lấy kính. Mày, chúc cả nhà ngon miệng nha. Ừ, cảm ơn nha. Dạ, có gì cứ gọi dịch vụ của tụi con ạ. Được rồi, có gì tôi sẽ nhờ cô. Dạ, con chào cả nhà. Ừ. Tất cả những cái món ngon vật lạ này, tất cả những cái bếp mà sạch sẽ này, nhờ ai nè? Nhờ Vũ. Cho chào cái tay đi. Hay quá. Ông Nghĩa, ông giỏi quá ông Nghĩa ơi. Bắt đầu từ giờ phút này, ông đã chuyển qua cái trung tâm dịch vụ mà chăm sóc gia đình và chuyện nhà đó. Ông làm đi ha, ông làm rất là tốt. Đó, bây giờ ông còn thấy chuyện nhà là chuyện nhỏ nữa hay không? Tất cả chuyện gì để kiếm để quên bất ân. Dạ, con là Thúy Hồng, con sẽ là người giúp việc tạm thời của nhà này á. Thôi con vô nha. Anh Phúc hả? Anh ghé nhà em chút được không? Nếu anh cũng đang rảnh á thì hay là vô nhà ngồi uống cà phê một chút đi rồi về. Tình yêu của anh lúc nào cũng dành cho em hết á. Anh yêu em rất là nhiều. Đón xem tập 129 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 30/8/2017 trên kênh HTV7. Sữa đậu nành Famikasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Gia đình là số 1. 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 Wow. 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 Tháng năm này có gì hot? Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là tụ số nào? Từ nhà sản xuất, gia đình là số 1.
Gang of Yacht, một series sitcom hay, độc lạ, một siêu phẩm truyền hình đình đám của Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam. Biệt đội siêu hay. Anh rất là khác với bạn trai xưa của em. Trời đất ơi, quá được. Nước miếng này cũng là nước miếng những người bậy với nhau mà. Trời ơi. Những tình huống khó đỡ, hài hước xảy ra trong đời thường. Chạy, chạy lên đi. Chạy luôn kìa, còn ở đó. Harry! Tôi vẽ ra vẽ bằng đam mê, bằng đam mê. Những nhân vật hóm hỉnh, bá đạo. Trong cái phòng khách này đang có rất nhiều cái sai. Phải đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Nhưng con không có biết lựa. Cho ăn thử luôn cái hay ngọt thì mình lấy. Nghiệt. Ba con 150. Cái gì? Được thể hiện đa sắc màu bởi những nghệ sĩ tài năng. Em cảm thấy anh vi diệu. Hôm nay mới biết là cái bộ mặt của anh là như thế nào nè. Ơi, là thế dài dớ quan tầm lớn. Anh đẹp trai lắm á. Sao chú bắt con? Coi như là nhà của mình, tự nhiên nó thoải mái lên, có gì đâu. Trời ơi, giống như cái bệnh địa vậy. Chịu cá lớn cá bé, hai con nó tấn công thì cá mập cũng phải chết. Tại sao? Nhập viện hết rồi. Con hả? Dùng lên. Anh thích bông gòn không? Ở đây có bông súng không? Sao con nhìn súng được không? Hả? Hãy té đi. Hãy dìu em té đi anh. Nè. Anh yêu. Mày có tin tao kêu năm anh em bán mảng cầu vợ tới đây hốt cái căn nhà mày không mày? Tôi gặp cao thủ rồi, trời ơi. Cuộc đời thật lắm tai ương, tại sao tôi lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm éo le, tại sao tôi lại cứ te thế này? Tiên nữ. Đón xem Biệt đội siêu hay, hay buồn lóc, cười lằn lóc, phát sóng thứ 6 hàng tuần vào lúc 21:50 bắt đầu từ ngày 19/5/2017 trên kênh HTV7. Đi cùng em, đi cùng em, đi cùng em đi khắp thế gian.